về khu công nghiệp Nhân Trạch Đồng Nai nha anh em. Máy này máy mới 100% nhập khẩu từ Trung Quốc. Con này mình cũng đã làm biết rồi. Hai ba lít gì đó về con máy 60 này rồi. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là này mà khách hàng mà không lấy đầu mà họ sử dụng là kẹp kẹp này kẹp xe máy 60 về cho công ty gấp một đồng. Xe 360 này điều khiển bằng kỹ lực nha, giờ có thể là gấp mía, gấp vật liệu, gấp gỗ. Kẹp cũng khá nặng á, kẹp này tầm khoảng 320 kg, điều khiển bằng kỹ lực, nó có thể xây xe trái, xe phải, rồi xe tròn. Cái kem này là kem Trung Quốc nha, kem là HB, kem Trung Quốc, khách hàng yêu cầu là mua kem Trung Quốc để sử dụng vô cơ được. Cái kem này giá nó dao động khoảng là gần 100 triệu anh em, cái kem nhỏ thì thôi chứ gần 100 triệu á, kem kem mới hoàn toàn luôn. Đó. Giờ mình cho lên xe để giao xuống công trình cho khách hàng. Cái nhà xưởng của bên khách hàng đang xây dựng đưa máy máy này về mới đưa vào hoạt động được. Con này khi mà lắp kẹp anh em vươn ra tối đa tầm khoảng 6 mét thôi, mà nếu mà lắp kẹp mà anh em lươn ở tối đa khoảng 6 mét, nhưng mà 6 mét đó thì khi mà mình đập cái kẹp xuống thì nó còn tầm khoảng 5 mét mấy thôi. Nhưng mà nó sẽ lắp được khi mà dương cho hết rồi, nó sẽ lắp được khoảng tầm khoảng là 760 kg, tầm 720 kg. Còn nếu mà để găng á, để trong là anh em có thể nâng cái con này có thể nâng là lên gần 5 tấn như này. Buổi sáng vô 5 tấn vẫn nổi nha, đó là theo cái nhà sản xuất thôi. Tới nhà xưởng của bên khách hàng đang cho xuống máy, thì khi mình xuống máy bên chỗ khách hàng thì để cho an toàn nên mình sử dụng cáp móc vào xe để xuống từ từ để an toàn, để xe tiền tỷ mà xuống ẩu có những bởi gì là cũng khó lắm. Giờ xuống máy xong rồi bên tài xế với bên kỹ thuật của khách hàng ra, họ sẽ nghiệm thu máy nha. Rồi bên kỹ thuật mình sẽ hướng dẫn cách vận hành cũng như là bảo trì bảo dưỡng máy như thế nào, xong rồi mới tiến hành bàn giao. Kỹ thuật đang hướng dẫn cho tài xế bên khách hàng để quan trọng máy về cũng như là về các hoạt động nè, bảo trì bảo dưỡng nè, kiểm tra máy định kỳ thường xuyên nè. Bây giờ bên kỹ thuật nó sẽ hướng dẫn hết luôn rồi nè. Không có sử dụng dầu đổi hình kẹp.
sẽ đưa vô trong xưởng để vận hành thử. Dùng xe mới rồi mình dâm cái nước nó nhiều không anh? Nó anh mất, cứ để ý cái này thôi à, mình nước này thôi gì cái nước là anh châm, anh chín châm vào đây bởi vì cái nước phụ này là lúc dầu dầu đi đây nó nóng quá nó sẽ đẩy qua đây không bắt đầu là nó ngoài nó tự nó hút trở lại đấy, anh cứ căn vào đây thôi, nó xuống đây thì châm châm vào đây. Xin kết thúc
đồng lan như thế này thì em gấp mình làm.